Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, một trận động đất mới mạnh 5,5 độ Richter xảy ra ở khu vực bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa vào lúc khoảng 11 giờ địa phương sáng nay. Tâm chấn ở độ sâu khoảng 10 km và dự kiến sẽ không gây ra sóng thần cùng thời điểm, động đất đo được ở thành phố Wajima là cấp 5 và các thành phố khác trực thuộc tỉnh Ishikawa, gồm Nanao, Nakanoto, Anamizu và Noto là cấp 4 trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản. Cường độ 5,5 trong thang Shindo của JMA là cấp độ nhỏ hơn so với trận động đất ngày 1 tháng 1, vốn được ghi nhận ở cấp 7 theo thang Shindo và 7,6 độ theo thang Richter. Với cường độ 5,5, trận động đất này đủ làm dung chuyển mạnh, làm đổ vỡ nhiều đồ gia dụng, bao gồm các vật nặng như tủ kệ trong nhà. Cơ quan khí tượng không đề cập liệu có tổn thất về người và của trong sự cố mới hay không. Trong khi đó, các quan chức thống kê ít nhất 64 người đã thiệt mạng vì trận động đất chiều ngày 1 tháng 1. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo về khả năng xảy ra lở đất tại tỉnh Ishikawa do mưa dự báo kéo dài tới ngày 4 tháng 1, lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF dự kiến sẽ sử dụng trực thăng để vận chuyển hàng tiếp tế đến những nơi bị cô lập. Nhà chức trách vẫn đang gấp rút thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả tại tỉnh Ishikawa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai. Tính đến sáng ngày 3 tháng 1, một số ngôi làng vẫn bị cô lập và hàng chục nghìn người vẫn trong tình trạng bị cắt điện do động đất đã phá hủy cơ sở hạ tầng và gây thảm họa thiêu dụi nhiều công trình. Chính quyền địa phương đã đề nghị chính quyền trung ương cử thêm nhân viên SDF hỗ trợ thực hiện sứ mệnh cứu trợ. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, chính phủ đã quyết định tăng gấp đôi số thành viên SDF tới khu vực động đất, từ mức 1.000 người hiện nay lên 2.000 người. Nhà chức trách đang chạy đua với thời gian để giải cứu các nạn nhân động đất sau khi nhận được thông tin về một số người bị trôn sống hoặc mắc kẹt dưới những ngôi nhà bị sập ở tỉnh Ishikawa. Theo đánh giá từ hội đồng các chuyên gia của chính phủ Nhật Bản, vết đứt gãy địa chất do trận động đất này gây ra có thể kéo dài khoảng 150 km dưới bán đảo Noto và các hoạt động địa chấn liên quan có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian này. Dự kiến số người thiệt mạng do động đất sẽ tiếp tục tăng do nhiều người có khả năng còn mắc kẹt trong hàng nghìn ngôi nhà bị đổ sập. Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter cùng hơn 200 dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị tại tỉnh Ishikawa và nhiều khu vực lân cận. Các nỗ lực cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành nhưng gặp không ít khó khăn do tình trạng đổ nát tại hiện trường cũng như nhiều tuyến đường bị phong tỏa dẫn đến khó tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản dự kiến sử dụng trực thăng để vận chuyển hàng tiếp tế đến các khu vực bị cô lập. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho Nhật Bản bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng khẳng định tinh thần đoàn kết với Nhật Bản và đề nghị hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả. Thủ tướng Anh cho biết, nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản và luôn theo dõi sát sao tình hình. Tổng thống Hàn Quốc đã bày tỏ đau buồn đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân sau trận động đất và mong muốn hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả do trận động đất gây ra. Tổng thống Philippines cho biết, nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả của trận động đất và khẳng định sự đoàn kết với Nhật Bản trước những thách thức chung mà các nước thuộc vành đai lửa Thái Bình Dương phải đối mặt. Lãnh đạo các nước châu Á cùng nhiều nước khác ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu đã đề nghị hỗ trợ Nhật Bản trong công tác xử lý hậu quả sau trận động đất xảy ra hôm 1 tháng 1. Nhật Bản ngày 1 tháng 1 hứng chịu 155 trận động đất trên toàn quốc, chủ yếu ở khu vực miền Tây, trong đó mạnh nhất là trận 7,6 độ Richter ở tỉnh Ishikawa, trong khi cơ quan khí tượng Nhật Bản và các chuyên gia toàn cầu vẫn đang phân tích dữ liệu, thì một số cư dân mạng đã đăng tải các đoạn clip ghi lại các hiện tượng lạ xảy ra ngay trước trận động đất. Từ đoạn clip được một cư dân mạng Nhật Bản đăng tải trên Twitter X, có thể thấy một luồng sáng trắng xuyên qua bầu trời với tốc độ rất nhanh, thậm chí một cư dân mạng khác còn chụp được ảnh hai vật thể như là thiên thạch lần lượt bay ngang qua bầu trời ngoài ra nhiều người còn chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi khi hàng nghìn con chim tụ tập trên bầu trời và bay đi tập thể như những đợt sóng điều này một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận rằng động vật có thể dự đoán được động đất hoặc những thảm họa thiên nhiên lớn bên cạnh đó trận động đất này diễn ra đúng ngày đầu năm mới khiến nhiều người nhớ đến lời tiên tri của bà vanga một nhà tiên tri mù người bungary nổi tiếng với những lời tiên tri chính xác về nhiều sự kiện lớn trên thế giới theo lời tiên tri của bà Vanga, năm 2024 sẽ là một năm đầy biến động với nhiều thảm họa thiên nhiên xảy ra và gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, trong đó có một trận động đất lớn ở khu vực vành đai Thái Bình Dương. Có thể thấy, lời tiên tri của bà Vanga đã ứng nghiệm ngay trong ngày đầu năm 2024, bởi Nhật Bản là một trong số những quốc gia nằm trong khu vực vành đai Thái Bình Dương việc lời tiên tri của bà Vanga ứng nghiệm một lần nữa đã khiến nhiều người lo ngại về những thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra trong tương lai. Hiện các cơ quan liên quan của Nhật Bản chưa phản hồi về vấn đề này. Ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,6 tại miền trung Nhật Bản, chiều ngày 1 tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thành lập nhóm công tác để xác nhận thông tin liên quan đến an toàn của người Việt sinh sống học tập và làm việc tại các địa phương bị ảnh hưởng của động đất tại tỉnh miền Trung Ishikawa và nhiều tỉnh lân cận. Ông Phan Tiến Hoàng, bí thư thứ nhất, trưởng ban quản lý lao động Việt Nam tại đại sứ quán Việt Nam cho biết sau khi trận động đất xảy ra, ban đã lập tức liên hệ với chính quyền những địa phương bị ảnh hưởng thiên tai có lao động Việt Nam làm việc. Bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hiện cũng đang liên hệ với các địa phương bị ảnh hưởng động đất để xác nhận thông tin liên quan đến an toàn của người Việt tại các khu vực này, sẵn sàng thực hiện công tác bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Theo thông tin ban đầu, một số nhà dưỡng lão ở tỉnh Niigata có thực tập sinh Việt Nam làm việc đã được sơ tán lên vùng cao lánh nạn để đề phòng nguy cơ sóng thần. Ngoài ra, Ban Quản lý Lao động Việt Nam đang xác nhận thông tin liên quan đến lao động người Việt tại các khu vực khác trong đó đặc biệt là tỉnh Ishikawa, nơi có nguy cơ sóng thần cao nhất. Trận động đất chiều ngày 1 tháng 1 đã làm dung chuyển một khu vực rộng lớn dọc bờ biển Nhật Bản, kèm theo cảnh báo sóng thần nguy hiểm tại tỉnh miền trung Ishikawa. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy nhiều vết nứt gãy lớn xuất hiện tại địa phương Wajima, tỉnh Ishikawa. Hiện nhóm công tác đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt tại các địa phương bị động đất để tìm hiểu thông tin về tình hình người Việt tại các khu vực đó. Đồng thời sẵn sàng thực hiện công tác bảo hộ công dân cho người Việt trong trường hợp cần thiết. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản thông báo, nhóm công tác của sứ quán vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các đầu mối phụ trách cộng đồng người Việt tại các địa phương bị động đất. Bên cạnh đó, đại sứ quán cũng phát thông báo trên website chính thức thông tin về động đất, đề nghị công dân Việt Nam sinh sống tại các khu vực bị động đất tuân thủ các biện pháp cảnh báo của phía Nhật Bản và nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn theo yêu cầu của nhà chức trách. Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở tỉnh Isakawa, miền trung Nhật Bản, khiến người dân ở một số khu vực ven biển phải tháo chạy lên vùng đất cao hơn khi sóng thần cao khoảng 1,2 mét tấn công bờ biển với tây đất nước. Đài truyền hình NHK đưa tin 13 trường hợp tử vong được ghi nhận tại thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề. Wajima gần tâm chấn trận động đất. Trong khi ở khu vực Suzu gần đó, một số bác sĩ không thể đến được bệnh viện nơi đang phải dùng máy phát điện dự phòng, nhà chức trách địa phương đã điều động khoảng 1.000 quân nhân đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở bán đảo Noto xa xôi. Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ bị cản trở do đường xá bị hư hỏng và tắc nghẽn. Một trong các sân bay ở khu vực đã buộc phải đóng cửa do đường băng bị nứt, nhiều dịch vụ đường sắt và các chuyến bay tới khu vực thiên tai cũng bị đình chỉ. Tại một cuộc họp khẩn của chính phủ về thảm họa được phát sóng trên truyền hình, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh, việc tìm kiếm và giải cứu những người chịu ảnh hưởng của động đất là một cuộc chạy đua với thời gian, chúng ta phải cứu họ càng nhanh càng tốt, đặc biệt là những người bị mắc kẹt dưới các công trình bị đổ sập. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, nước này sẵn sàng cung cấp mọi trợ giúp cần thiết cho Nhật Bản sau trận động đất, là những đồng minh thân cận, Mỹ và Nhật Bản chia sẻ mối quan hệ hữu nghị sâu sắc bền chặt gắn kết các dân tộc chúng ta. Suy nghĩ của chúng tôi hiện hướng về người dân Nhật Bản trong thời điểm khó khăn này, ông Biden nói. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, hơn 90 cơn địa chấn nữa đã xảy ra kể từ sau trận động đất đầu tiên. Cơ quan này cảnh báo những cơn trung lắc mạnh hơn có thể xuất hiện trong những ngày tới. Tại thành phố Toyama, cách khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khoảng 100 km, một số kẻ hàng trong các cửa hàng tiện lợi trống rỗng vì thảm họa làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa khắp khu vực. Bộ giao thông vận tải Nhật Bản thống kê, 4 đường cao tốc, 2 dịch vụ đường sắt cao tốc, 34 tuyến tàu hỏa và 16 tuyến phà đã phải tạm dừng hoạt động, 38 chuyến bay bị hủy kể từ khi bắt đầu động đất. Theo trang web của công ty điện lực Hokuriku, gần 33.000 hộ gia đình hiện vẫn không có điện vì thiên tai. NHK đưa tin, hầu hết các khu vực ở phía bắc bán đảo Noto cũng bị cắt đứt nguồn cung cấp nước sạch. Cơ quan nội chính hoàng gia thông báo hủy bỏ buổi lễ mừng năm mới của Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako sau thảm họa.